Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London Ly, Lee 1800 848 9145 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giáo ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 8345 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cánướngdaiòn.com thứ ba hôm nay là 21 tháng 5 2024 và cũng là 14 tháng 4 âm lịch. Ngày mai là ngày rằm tháng 4. Đó. Ngày rằm thì những người mà theo Phật giáo thường hay ăn chay đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thường thường thì có những người ăn 14, 15, có ừ. người thì ăn 30 mùng 1. Đó. Tùy theo số ngày họ Tùy chọn. Tùy theo, đúng rồi. ở cuối tuần này ờ <laughs> Cuối tuần này sẽ là một uh, long weekend, nhiều người sẽ đi chơi bởi vì uh, ngày thứ hai tới đây là ngày lễ Memorial Day. Đúng rồi. Nhưng mà Lý do Sài Gòn TV thì vẫn làm việc nha quý vị. <cười> <cười> um, không biết là trong thời gian qua uh, nhiều người cứ uh, ngấp nghé cái chuyện là sẽ mua nhà. <laughs> mua nhà trong uh, nghĩ là uh, tiền lời nó lên thì giá nhà nó sẽ giảm hay là họ chờ tiền lời nó xuống rồi giá nhà sẽ lên vân vân. Nhưng mà bây giờ người ta cho biết rằng là trong tháng qua đó giá nhà ở California lại tăng lên một bước nữa. Có nghĩa là chưa bao giờ là nó ngưng lại hết trơn, à, cứ tăng cứ tăng như vậy. Họ nói là giá nhà ở tiểu bang California đó nó đã đạt cái mức kỷ lục mới ở trong tháng 4, khi mà cái số nhà được bán ra đó nó cứ liên tục nó tăng lên bất chấp cái chuyện mà lãi suất là có lên nữa hay là không, họ không cần biết. Và chuyện thiếu nhà vẫn còn tiếp tục diễn ra. Mặc dù rằng tiểu bang California, ngay cả ở vùng mà Orange County, cũng có nhiều nơi đã cho xây những cái dự án xây nhà gọi là giá nhà giá cả hợp lý hay nhà giá rẻ đó cho cái cái lớp mà bình dân có thể mua được nhưng vẫn không đủ đầu vô đâu hết cho nên là giá nhà vẫn tăng họ thống kê cho thấy đó Hiện nay thì giá nhà trung bình một ngôi nhà dành cho một gia đình đã tăng lên là 904.000. 904.000 đô la cho một căn nhà. Nó cao gấp 3% so với hồi tháng 3 và cao hơn 11% so với tháng 4 của năm 2023. Tức là quý vị tưởng tượng năm 2023 nếu mình mua nhà với cái giá là 800.000 đô la thì năm nay cũng cái nhà đó phải mua với cái giá gần 900.000 đô la ừ. cho một căn nhà, tức là cái mức tăng lên uh, rất là nhiều. Chưa kể giá nhà nó cao nhưng mà người ta mua nhà thì vẫn phải là uh, trả tiền nhiều hơn thì mới có thể mua được chứ không phải là cứ uh, cứ muốn mua là mua. Ở đây á có một cái bảng cho thấy rằng là cái giá nhà nó đã tăng lên như thế nào ở trong cái thời gian vừa qua ở riêng ở tiểu bang California thôi. Người... <laughs> xin lỗi, người ta tính đó, với nhà là uh, condo hoặc là townhouse, tức là nhà ở những căn nhà này là ngoài cái tiền trả tiền uh, mortgage, tiền uh, mượn mua nhà hàng tháng mình phải trả thêm cái tiền SOA mà cái tiền SOA đó nó nhiều nơi nó cũng khá là, là cao. Này. Cái giá mà khoảng 3 400 đô la cho một tháng là cái chuyện rất là bình thường. <laughs> xin lỗi quý vị à uh, condo nếu mà ở năm uh, 2, 2023 đó cái giá trung bình là khoảng 634.000 cho condo hoặc thao hào cái giá này là đã bằng một căn nhà lớn ở một số tiểu bang rồi. Thì ở tháng 3 nó là 675.000 và đến tháng 4 nó lại tăng lên nữa là 688.000 đô la, có nghĩa là người ta tăng cái tính cái mức thay đổi từ năm ngoái đến năm nay đó là 8.5%. Uh, ở khu vực mà Los Angeles thì khu vực này thì Quý vị đã biết rồi giá nhà cũng cao nhưng mà kỳ rồi trong một bản tin Ngọc Lan đưa ra đó giá nhà ở vùng mà quận cam này nè uh, orange County này còn cao hơn nữa thì giá nếu mà năm ngoái chúng ta mua là 7 740.000 thì đúng là trả trên 100.000 nữa ừ. tức là trả, 840 ngàn mình mới có thể mua được một căn nhà ở khu vực Los Angeles còn uh, giá nhà cao là ở khu vực uh, Central Coast đó nếu mà năm ngoái mà mình mua với giá là 1 triệu 20 ngàn Thì năm nay cũng phải trả trên 50 ngàn nữa Mới có thể mua được à, Nhiều cái khu vực à, à, Dĩ nhiên cái khu vực mà San Francisco Cái vùng vịnh đó Thì giá nó là cao ngất rồi Năm ngoái nếu mà mua một căn Mà một triệu năm chục Thì năm nay đó phải trả thêm Tới 150 ngàn đô la Cho một căn nhà Tức là tí tiền trả thêm đó cũng bằng tiền Để mua một vài căn nhà Ở những cái tiểu bang khác Riêng ở khu vực mà tính chung ở uh, miền Nam Cali đó thì giá trung bình là 785 hồi năm ngoái nhưng mà năm nay mua thì quả thực cũng trả gần hơn 100 ngàn là khoảng 880 ngàn đô la cho một căn nhà cho nên là cái chuyện mua nhà quý vị nào nghĩ rằng là ồ oh, mình đã nghĩ đến chuyện mua nhà thì cứ hãy mạnh dạng mà mua chứ nếu mà mình cứ chờ mình tính toán rằng là ờ sắp tới nó sẽ giảm hay là cái này sẽ như thế này thế này cái lợi hơn có người tính tính hoài cuối cùng cũng không có mua được cái căn nhà mơ ước của mình trong khi đó ngày hôm nay có một cái bản tin có liên quan tới máy bay tôi lúc này như tôi thấy có nhiều bản tin về máy bay ghê Đúng luôn á thích đi máy bay à, yeah. thôi, với cái đó là trong một cái chuyến bay của hãng Singapore Airlines từ London tới Singapore đã phải đáp khẩn cấp ở ngay phi trường của Thái Lan Bangkok trên chuyến bay này thì có 211 hành khách và 18 nhân viên phi hành đoàn. Thưa quý vị, sở dĩ mà phải đáp xuống phi trường Bangkok khẩn cấp là tại vì máy bay bị nhiễu động hay là bị à, dòng gió lưu đó, có nghĩa là nếu mà chúng ta đang đi mà trên cái bầu khí quyển nó có một cái gì đó nó làm cho máy bay bị rung lắc á, nó bị à, lắc mạnh thì dĩ nhiên nó gây ra nguy hiểm. Thì cái chuyến bay này đó à Tức là gần tới Singapore rồi, tới Bangkok là gần tới Singapore rồi. Nhưng mà cuối cùng nó là phải đáp xuống phi trường. Là tại vì máy bay bị rung lắc dữ dội. Cứ bị tưởng tượng là đang bay ở độ cao 37.000 feet mà rớt xuống mức 31.000 feet chỉ trong vòng có vài giây đồng hồ hay vài phút đồng hồ. Thì dĩ nhiên khi mà nó rớt xuống như vậy đó thì chúng ta sẽ bị tưng lên. Và trong lúc mà đang bay trên bầu trời cao như vậy thường 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 là ít có ai mà cài dây an toàn lắm họ đã thấy cái 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 ừ, cái, cái báo, cái, cái báo hiệu đó, hiệu đó cài dây an yeah. toàn nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái lúc mà máy bay đang bị lắc mạnh như vậy đó thì cái đèn báo hiệu nó cũng sẽ có uh, sáng lên để mình cài dây an toàn nhưng mà nhiều người đã nghĩ rằng là mình đang bay trên độ cao như vậy thì chắc không có sao cho nên không cài dây an toàn và nếu chuyện nó xảy ra uh, thì cái chuyện này nó đã xảy ra đó là 30 người bị thương và một người chết uh, hãng Singapore Airlines thì chưa biết chưa cho biết là cái người mà bị đã qua đời đó đó, qua đời trong cái trường hợp như thế nào vào giờ phút nào. Nhưng mà khi mà đáp xuống phi trường Bangkok thì các nhân viên y tế ở đó lên cấp cứu thì họ thấy có một người chết và 30 người bị thương. Tất cả những người bị thương đều được đưa ra khỏi máy bay để đi chữa trị. À nhắc lại thì anti uh, SB cơ quan an toàn giao thông quốc gia của Hoa Kỳ thì có một cái thống kê cho thấy là từ năm 2009 tới năm 2018 đã có hơn 1 phần 3 số vụ những chiếc máy bay đang bay trên trời thì bị gặp cái nhiễu động như vậy là cũng rung lắc nhưng mà nó không có những cái thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên cũng nhắc lại ở đây đó là vào năm 2000 tôi thấy ở đây báo để là 2023 thì trên một chuyến bay của hãng Hawaiian Airlines uh, bay tới Sydney, Australia thì cũng gặp cái trường hợp như vậy 36 khách trên máy bay bị thương và trên một cái chuyến bay khác nữa từ Arizona tới Honolulu vào tháng 12 của năm 2022 cũng có 20 hành khách phải vào trong những cái phòng cấp cứu đặc biệt. thì cho thấy rằng là cái việc mà gặp nhiễu động trên máy bay nó cũng thường xuyên xảy ra à, về vấn đề à, đây không phải là biến đổi khí hậu mà nó là cái 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 dòng khí quyển như vậy. Đây là cái hình ảnh mà quý vị thấy là ở trong chuyến bay của hãng Singapore Airlines hôm qua đó, hôm kia đó. Thì nó nó, nó thê thảm lắm. Tức là các cái túi mà dưỡng khí đó đã, đã, được rớt ra để mọi người có thể đeo vào mặt nạ vào bị mất không khí. Rồi những cái tấm chân nhà nó rớt xuống. Rồi những cái cửa của cái chỗ mà chứa đồ trên trên phía trên đầu của mình đó. Nó bung ra làm cho những cái cái hành lý nó rớt xuống. Đây là một trong một trong những cái lối đi của các nhân viên phi hành đoàn lúc mà chuẩn bị đồ ăn này quý vị. Nó nó rớt đồ ra rồi nó rơi cái bảng trình nhà xuống. Thì um, coi lại cái tin này đây là cũng là một cái, cái máy bay của hãng Boeing nữa. Ừ. <laughs> Mấy em này toàn là Boeing không. Đây là máy bay Boeing 7 uh, 777 300ER à, thường thì à, ở đây có hai hãng máy bay mà thường ba chuyên bay thôi đó là Airbus hoặc là Boeing nhưng mà trong thời gian vừa qua thì Boeing bị nhiều nhiều cái chuyện nhắc đến chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho các bạn sáng Bosa Phone Service 9319 Bosa Avenue Westminster CA 92683 tọa lạc tại trung tâm Little Sài Gòn cạnh bưu điện Bosa Chúng tôi chuyên mua bán sửa chữa các loại iPhone, iPad, Macbook và Samsung ép kiến thay mới các loại smartphone uy tín, tận tâm, free estimate Đặc biệt, chúng tôi bán các loại phone giá rẻ nhất vùng gọi 714-5486-495, 5486-495